Thưa quý vị, lâu nay, chuyện kinh doanh mua bán thường là lĩnh vực thế mạnh của phụ nữ nhờ sự mềm mỏng trong lời nói. Thế nhưng, nói như vậy không có nghĩa là nam giới không có duyên mua bán. Ở miền Tây, dù có ra chợ, rong ruổi trên những con đường quê hay xuôi theo những con sông, con rạch thì đều có thể bắt gặp những người bán hàng là những ông chủ vui tính. Quýt đi, 15 ngàn cô ơi, ghẻ hoài ơi, 15. Mình tên là Phan Khắc. Đó, quê quán ở ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Hậu Giang. Giữa chợ tự sản tự tiêu ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, sạp quýt của anh Thật mỗi ngày bán được vài trăm ký quýt là chuyện thường. Vừa bán sỉ, vừa bán lẻ. Nay chợ này, mai chợ khác, anh luôn có cách để việc làm ăn được thuận lợi. Nếu bất cứ bắt cái trái cây gì em bán rất hết, được, bán đồ hay lắm. Ê, cũng vẫn bán được luôn. Nhưng mà chạy chợ cũng hay lắm. Ví dụ mà thấy chợ này bán không ổn rồi, phải không? Là thấy bán 18 giờ, thấy không ổn rồi, chạy qua chợ khác là bán cũng hết rồi. Đó, em bán đồ là bán cao giá lắm, bán cầm giá lắm, 1 500 em cũng bớt nữa. Nói nhiều là nhiều đó. Ở khu chợ có nhiều người bán hàng đội nón lá này. Nhiều người đội nón kết cũng đang làm rất tốt công việc của mình. 12 ngàn, cứ xài 12 ngàn luôn. Chắc ăn như bắp nè. Nó đủ 6 ngàn. Ngày ví dụ bán được thì lợi được trong ngoài, bán không được thì lỗ vốn. Ít xôn xao hơn và không cần phải rao. Vài năm nay, chiếc xe tạp hóa này giúp cuộc sống của ông bà Thạch nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày ông đi chừng 20 cây số qua nhiều xóm ấp và lời được khoảng 200.000 đồng. Đồ gãy với đường, bột ngọt, rồi nước mắm, nước tương, sữa, cà phê rồi vậy. Gì khỏe hơn đi mần mướn. Đi mần mướn thì giờ mướn già rồi đâu có ai mướn đâu mần. Còn trên dòng sông này, anh Bửu chèo ghe hàng vì không muốn bỏ quê đi làm xa. Hơn chục năm dầm mưa dãi nắng trên sông, anh Bửu đã vượt qua được những ngại ngùng của ngày đầu. 25 ngàn là sao? Ngại tiếp xúc với phụ nữ, với người ta nói đàn ông trai rồi đi bán á. Xuống là ngại, chứ nó mua này kia, nó chọc này kia, cũng chưa vợ đó, ngại vậy thôi. Biết từ từ, biết quen, hết ngại. Còn sức chèo hoài tới à, nếu thấy bán không chạy thì mình mới nghỉ chứ giờ cũng còn bán được. Mỗi nhà, mỗi cảnh khi chọn nghề buôn gánh bán bưng, nhưng duyên mua bán thì ít nhiều ai cũng có. Nhờ đó, nhiều người tìm được cách để cuộc sống của mình dơi dần những lo toan.